Chôm chôm, bà con ta ai cũng biết chôm chôm, nhưng mà chôm chôm nó không thân thiện, nó không tốt cho sức khỏe được nhiều. Những người ăn chôm chôm thì nó cũng phải có thế này, thế nọ, sức khỏe của mình không tốt, không tốt. À, bệnh gì không ăn được chôm chôm, và đừng có ăn chôm chôm khi trái còn xanh. À, trái còn xanh thì nó chữa được tiêu chảy và kiết lỵ, nhưng mà ăn đó vào thì nó cũng còn có nhiều cái trở ngại. À, những người không ăn chôm chôm là người đang bị kiết lỵ. Chôm chôm phải nhai để nó giảm đau đầu và hạ sốt. Ta không ăn, những người không ăn là những người có tăng huyết áp, tiểu đường, đầy bụng, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, nhiệt miệng, mụn nhọt, xôm rảy, bà bầu. Đó là những người ta không ăn được chôm chôm. Ăn vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là người tăng huyết áp, tiểu đường, đầy bụng, khó tiêu, nóng trong người, béo phì, nhiệt miệng, mụn nhọt, rơm, sảy, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú. Mặc dù ta biết tôm chôm nó rất tốt cho sức khỏe, nó làm cho xương tốt, tốt cho đái tháo đường, cân nặng, bền sức khỏe. Phòng chống ung thư, kháng khuẩn, sát trùng, cung cấp năng lượng. Nhưng mà khi ta ăn 5 ngày thì ta phải nghỉ 2 ngày. Mà một ngày ta ăn không quá 10 trái, một ngày ăn không quá 10 trái, mà ăn 5 ngày liền thì ta phải nghỉ một ngày. Chôm chôm tróc và chôm chôm không tróc, nó hại nhiều cho sức khỏe, chứ nó chẳng có lợi gì chôm chôm này. Bà con ta nên xem xét để mà ăn. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào. Now, woo!